Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục đưa các bạn đến thăm một cơ sở sản xuất nấm nổi tiếng tại Sapa khác của hợp tác xã Thắng Lợi. Nấm hương Nấm à? hương cây to đùng ngoài kia kìa chị kìa. Cái giống này to cây. Đấy, khả năng lên lớp phong thì nó nhiều chỗ này đấy thì chuyên hơn. Nhưng mà cái nấm này thì những cái phôi nấm này là mình cấy hay là mình mua? Cái này là sau này chủ yếu là mua đấy, thì bên mình cấy là chi phí cao. Cái này là mua ở đâu à? Nhật Trung Quốc hết ạ. Không như lớp phong nó từ nó cấy. Đây là cây nấm hương. Nấm hương này vừa mọc ra đây. Đây là những cái nấm hương bắt đầu lớn rồi. Bạn thấy nấm hương mọc từ cái phôi này đây. Cái nấm hương này ăn rất là ngon. Đặc biệt là nấm hương tươi này có thể ăn. Bạn có thể nhồi thịt, hấp thịt. Thấy cái nấm hương này mọc ba cây mọc liền nhau. Đây là những cái nhỏ đây. Cái này mọc cũng rất là nhiều nấm, mình sẽ cầm lên để cho các bạn cùng xem. Đây. Nấm hương là loại thực phẩm rất là bổ dưỡng. Hiện nay thì có một số cơ sở trang trại ở Sapa trồng nấm hương. Nấm hương này các bạn thấy ít nấm là bởi vì vừa thu hoạch xong. Mình đến đây đúng lúc là chủ hợp tác xã cũng vừa thu hoạch xong. Cho nên là nó đang ít nấm to, bạn thấy có những cây nấm nhỏ. Từ cái meo gỗ các bạn có thấy có những cái nốt như cái mụn mọc sùi ra đấy, đấy chính là cây nấm con. Nó sẽ dần dần cũng từ những cái sùi nhỏ như thế này, những cái nấm con thế này, sau đấy là nó sẽ mọc ra thành những cái nấm to hơn thế này, rồi to nữa thành những loại như này. Đây các bạn thấy rất là đẹp, rất là
kỳ diệu. Ví dụ như cây nấm này các bạn thấy không? Rất là sai. Rất là sai. Rất là nhiều. Và tiếp tục mọc lên những cái nấm nhỏ nữa. Và mình đã ngó thấy bên này có một cây nấm rất là to. Mình vừa ngó thấy có một cây nấm cực to luôn. Mình sẽ mở, mình sẽ tìm cho các bạn xem. Cái nấm này cũng to rồi này. Đây, cái nấm này cũng to. Đây, cây nấm này, mình thấy cây nấm này rất to luôn. Rất là diệu kỳ. Nấm hương là cái loại thực phẩm rất là có giá trị. Đây, mình thấy cây nấm này cũng đã đến lúc thu hoạch rồi này, nhưng mà chưa thấy người ta vặt. Cái nấm này là đã bị rơi ra rồi đây. Rất là ngon. Các bạn nhớ thường xuyên bổ sung thực phẩm nấm hương vào trong bữa ăn. Bởi vì nấm hương là loại thực phẩm cực kỳ tốt. Nó sẽ giúp chúng ta bổ sung chất dinh dưỡng, trẻ hóa cơ thể, trẻ hóa làn da. Và đặc biệt nó có rất nhiều hoạt chất có tác dụng chống ung thư. Nấm hương tươi ăn cũng được, nấm hương khô ăn cũng được, không vấn đề gì. Nếu mà có điều kiện thì chúng ta ăn nấm hương tươi thì cái vị của nó cũng cực kỳ là ngon. Còn nếu mà không có điều kiện ăn nấm hương tươi thì các bạn cũng nhớ ăn các loại nấm hương khô. Cây này cũng rất là sai, meo. Cả cái khu vực trồng nấm hương này trồng được một nửa rồi. Dự kiến là chắc là còn khoảng 2/3 diện tích sẽ tiếp tục mở rộng sang phía bên kia. Bạn nhìn thấy cây nấm hương này cực kỳ sai nụ luôn. Đấy. Các bạn thấy riêng nấm là nó phải sinh trưởng trong điều kiện cực kỳ là sạch, cho nên là khi các bạn ăn nấm các bạn yên tâm là bởi vì riêng nấm thì không thể phun các loại kích thích hay là các loại thuốc trừ sâu gì cả, mà nấm mà môi trường mà bị bẩn, kể cả không khí ô nhiễm, là cây nấm sẽ bị chết. Cho nên là riêng nấm tươi như thế này vừa trồng xuất bán ra thì là một loại thực phẩm cực kỳ sạch, tuyệt đối yên tâm. Còn trong trường hợp nếu như mà các cái tư nhân, thương nhân mà các bạn mua ngoài chợ thì
có thể là trong quá trình bán họ có thể bổ sung chất bảo quản, nhưng mà cái đấy thì hiện nay cũng được quản lý tương đối chặt chẽ. Còn riêng sản phẩm nấm hương, nếu như mà trồng thì tuyệt đối là yên tâm, đó là sản phẩm sạch. Vì nấm hương là sản phẩm rất tốt cho nên là các bạn nhớ bổ sung nấm hương vào bữa ăn thực đơn của gia đình. Trên đây là mình đã giới thiệu với các bạn về khu vực trồng nấm hương của Hợp tác xã Thắng Lợi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.